Ok, chào các bạn. Mình test bộ này nữa để về nghỉ ăn cơm trưa nha. Thì bộ này thì không có khách không có lấy nguồn nha các bạn. Nhưng mà mình xài luôn cái nguồn cái bộ nguồn 3,5 kVA mình làm á. Phải công nhận một điều á là nếu mà có nguồn mà nó không qua tăng áp á, cái dòng nó cao á, động cơ nó thực sự tối ưu các bạn. Ha. Cái động cơ nó thực sự là tối ưu á. Nó chạy như vậy nha. Các bạn ghi cỡ nào cũng không dừng được các bạn. Con này là 2 kW nha. 2 kW Pana. 2 kW nha, Pana. Tua 3.000. Con này bữa nay bán cho mình giao cho khách nha. Một bộ 2 kW với cái IC 3.000W nha, IC xịn nhưng mà loại cũ các bạn. Mình để lại giá tốt cho anh khách nha. Thật ra cái này là cái mình chuyên test hàng. Ok. Động cơ hiện tại á, là mình đang chạy ở áp khá là thấp nè, áp khá là thấp, nhưng mà ngược lại á, động cơ á, lực nó cũng rất rất là dữ luôn các bạn nha. Nắm hết cỡ luôn á, những con mà khoảng 400W tới các bạn nắm gịch ra một cái là nó dừng liền nha, nó sượng sượng là nó gừng dừng liền. Nhưng mà những con mà tầm tầm 1,5 kg đổ lên á, là không nổi nha các bạn. Chứng tỏ là cái dòng mà ra của cái bộ 3,5 kVA nè là quá dữ luôn nha, quá đỉnh. Thì bộ này hiện tại thì mình tiếp tục làm giao khách nha các bạn. Chiều nay mình gói giao khách nha. Mỗi anh khách ở quận 12. Đó, cái này là hàng mình bù cho khách nha. Trước mình giao một cái bộ nguồn xung nhưng mà nó không đáp ứng được. Thì hiện tại mình bỏ hết cái phần đó rườm rà. Cái bộ nguồn này hiện tại nó là cách ly nha, cách ly 3,5 kVA, nặng khoảng 10 kg nha. Cái này 10 kg, 9,7 kg. Ok, đây cũng là video test cho anh khách nha. Bộ này mình bán cho anh khách là giá trọn bộ là 2 triệu nha, bao ship, giá tốt cho cái 2 kW nha bạn. Còn cái này là IC 3000W, công suất đầu ra như là 50A hay gì đó, 50A nha. Còn con này nó chỉ tiêu thụ là có 13A các bạn. Thông thường 2 kW thông thường thì nó khoảng 10 mấy A thôi nha, không có cao. Cho nên á, là anh khách về chạy cái nguồn tầm tầm 20A đổ lên là ngon nha, 20A đổ lên là chạy rất là ngon. Và nguồn xuyến thì cái công suất, cái dòng tức thời á, cái thông số C các bạn thì nó cao hơn những cái nguồn 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 mình gọi là nguồn súc sinh á, nguồn là nó nắng qua diode hoặc là mấy con ấy đó, mấy con phét đó nha, gọi là nguồn súc sinh đó. Những cái nguồn đó thì nó không ra bằng bằng là nguồn xuyến hay là biến áp hay là pin hay là ắc quy đó. Ok, cảm ơn anh khách ủng hộ shop nha. Thì hiện tại thì mình sẽ dán những cái nhãn nha các bạn, một số cái nhãn, những cái dây nó thông dụng á, ví dụ như đảo chiều nè, rồi on off nè, để cho khách về, khách khách có xài thì xài, không xài thì thôi. Thông thường ít khách xài các bạn, ít khách xài nha. Và cái nguồn á, nó tối ưu á, thì khi các bạn khởi động đột ngột á là nó vẫn chạy được rất là ngon. Còn cái nguồn mà nó không tối ưu á, khi các bạn khởi động đột ngột các bạn, giống như mình vặn nè, thì nó sẽ bị sượng 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 nha. Ở cái nước đề ba nó không đủ dòng. Ok, bữa nay gói giao anh nha. Cảm ơn anh khách đã ủng hộ shop nha. Anh khách đã cọc trước 500.